Đây là bản tin VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ trên Internet và truyền hình vệ tinh sáng ngày 9 tháng 12 năm 2016. Nguyễn Trung kính chào quý vị. Mỹ tính trừng phạt các cá nhân tiếp tay cho Trung Quốc ở Biển Đông. Con Lai Việt vẫn muốn Tổng thống Hàn Quốc xin lỗi. Việt Nam bắt giám đốc dùng súng thị uy phụ nữ ở Sài Gòn. Và nhiều tin khác nữa, mời quý vị theo dõi chi tiết. Một số báo Mỹ đưa tin Thượng nghị sĩ Marco Rubio hôm 6 tháng 12 đã đề xuất một dự luật đặt ra những hạn chế đối với các cá nhân hoặc pháp nhân tiếp tay cho hành vi hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Dự luật của vị Thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa, đại diện bang Florida, có tên Đạo luật trừng phạt Biển Đông và Biển Hoa Đông, bao gồm các biện pháp trừng phạt được đề xuất, bao gồm cấm visa Mỹ đối với các cá nhân, pháp nhân đóng góp cho các công trình đe dọa đến hòa bình trong khu vực, thực hiện trừng phạt các pháp nhân hưởng lợi từ các hoạt động trong trường hợp Trung Quốc có hành động quân sự hung hăng, yêu cầu lập phúc trình về những người liên quan đến các hành động có thể bị trừng phạt và hạn chế viện trợ nước ngoài đối với những nước công nhận chủ quyền của Trung Quốc ở vùng biển tranh chấp. Diễn dịch một cách khái quát, dự luật sẽ nhắm mục tiêu vào rất nhiều người, từ nhân viên tuần duyên và hải quân Trung Quốc cho đến các công ty xây dựng lẫn đội ngũ các ngư dân thực hiện việc tuần tra trá hình ở vùng biển xa xôi tính từ bờ biển của Trung Quốc. Từ Hà Nội, tiến sĩ Trần Công Trục nói với VOA Việt ngữ rằng việc một thượng nghị sĩ Mỹ đề xuất một dự luật như vậy là nên có và nên làm. Nếu mà cái bộ luật của ông thượng nghị sĩ mà đặt ra những cái chuyện liên quan đó, đó thì rõ ràng đây là những cái mà tiếng nói hết sức là có giá trị để bảo vệ lấy sự đúng đắn, cái quyền tôn pháp luật và trừng trị những kẻ mà có thể là đã có những hành động gây nguy hiểm cho loài người. Cái điều này tôi nghĩ là Việt Nam chúng tôi rất hoan nghênh thôi. Nó là những cái đóng góp chính cho cuộc sống, môi trường sống của nhân loại và đảm bảo cho cái nền hòa bình an ninh của cuộc của nhân loại và cái lợi ích kinh tế chung của mọi người thì rõ ràng là không có lý gì mà không hoan nghênh cả. Nếu như điều đó nó biến thành thực chất thì đó là một sự đóng góp rất lớn cho nhân loại. Vị chuyên gia với 30 năm kinh nghiệm làm việc cho Ban Biên giới Chính phủ Việt Nam nhận định Trung Quốc sẽ phản ứng với dự luật vì nước này đương nhiên tìm mọi cách để phản đối các động thái trái với ý đồ, trái với tính toán của họ. Một người con lai Hàn Quốc ở Việt Nam cho biết ông vẫn muốn chính phủ ở xứ sở Kim Chi phải chính thức lên tiếng trước các phụ nữ được cho là bị binh sĩ Hàn Quốc hãm hiếp, trong đó có mẹ ông. Ông Trần Văn Ti nói với VOA Việt ngữ hôm 8 tháng 12, ít ngày sau khi báo chí trong nước đăng tải thông tin về các thành viên của phong trào xin lỗi Việt Nam tới tỉnh Quảng Ngãi để tạ lỗi những người dân được coi là nạn nhân của lính Hàn Quốc trong chiến tranh Việt Nam. Các hình ảnh và video trên YouTube được đăng tải trên báo điện tử VN Express cho thấy một nhóm người Hàn Quốc cúi đầu đứng dưới mưa và quỳ sụp trước một tấm bia tưởng nhớ hơn 400 người mà tờ báo này nói là thường dân vô tội trong vụ thảm sát của quân đội Đại Hàn tại xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Ông Tê cho biết ông sinh ra tại huyện Tuy Hòa, Phú Yên, sau khi mẹ ông, bà Trần Thị Ngải, theo lời ông, bị lính Hàn Quốc hãm hiếp. Về việc người dân Hàn Quốc tới Quảng Ngãi xin lỗi về những gì lực lượng của nước này đã gây ra nhiều thập kỷ trước, người đàn ông 46 tuổi này nói. Đó là một cái lý dân. Họ làm như vậy với một tính cách cá nhân, họ đi du lịch. Họ làm như vậy. Nếu mà đại diện cho chính phủ Hàn Quốc hay đại diện cho quân đội Hàn Quốc hay đại diện cho một tổ chức phi chính phủ nào đó họ đến, họ làm việc đó thì đó là việc mà họ hiện đi. Còn đây là một cái nhóm nhỏ họ đi du lịch. Đó không phải là việc xin lỗi. Nếu mà họ là những người họ có thiện chí rõ ràng, là những người họ đại diện cho quốc gia thì họ đầu tiên, họ đến họ tìm những bà mẹ mà bị hãm hiếp như vậy. Xin lỗi thì phải có ít nhất cái tổ chức nào của Việt Nam đứng ra, chính phủ Việt Nam cũng của họ kết hợp với nhau và có sự công bố rõ ràng. Cuối năm ngoái, bà Ngải là một trong 10 phụ nữ Việt tự nhận bị binh sĩ Hàn Quốc hãm hiếp trong chiến tranh Việt Nam, đã gửi thư ngỏ yêu cầu chính quyền Seoul, nhất là Tổng thống Park Geun-hye, công khai xin lỗi về những gì lực lượng của nước này gây ra đối với họ. Ông Ti là người hỗ trợ chiến dịch tìm lại công lý cho mẹ và những người phụ nữ khác. Ông cho VOA Việt ngữ biết rằng, từ năm ngoái cho tới năm nay, chưa có một tổ chức hay cá nhân nào liên lạc gọi cho tôi. Trả lời VN Express khi tới Quảng Ngãi hôm 3 tháng 12, bà Koo Soo-yeon, người được coi là đã khởi xướng phong trào xin lỗi Việt Nam của người Hàn Quốc thời gian qua, cho biết bà khởi động chiến dịch này để những người Hàn Quốc phải biết những sai lầm của quá khứ. Người con lai Hàn Quốc Trần Văn Ti nói rằng, chúng tôi không hận thù, không căm ghét họ, nhưng chính quyền Seoul cần phải lên tiếng chính thức.
Chính phủ Việt Nam chưa công bố con số thống kê các nạn nhân bị binh sĩ Hàn Quốc tấn công tình dục. Nhưng theo bức thư của mẹ ông Ti và những người được coi là nạn nhân khác, hiện có khoảng 800 phụ nữ trong số hàng nghìn người từng bị hãm hiếp vẫn còn sống. Có hàng trăm nghìn binh sĩ Hàn Quốc cùng với lực lượng Mỹ tham chiến ở Việt Nam. Và người đứng đầu chính quyền Seoul khi ấy là ông Park Chung-hee, cha của đương kim Tổng thống Park Geun-hye. Công an Thành phố Hồ Chí Minh hôm 7 tháng 12 bắt giữ ông Bùi Đức Phương ít ngày sau khi xuất hiện một đoạn video mà ông này bị cáo buộc nổ súng đe dọa một người phụ nữ. Ông Phương bị giữ để, theo VN Express, làm rõ một số hành vi vi phạm pháp luật như việc nổ súng bắn đạn hơi cay đe dọa người phụ nữ và làm giả thẻ ngành công an. Cơ quan chức năng khám xét văn phòng của người được báo chí trong nước nói là giám đốc công ty dịch vụ bảo vệ Việt Nhật hai ngày sau khi xuất hiện một đoạn video trên mạng xã hội, trong đó ông Phương tranh cãi với một người phụ nữ về tiền lương chưa trả của con bà, rồi sau đó nổ súng để thị uy. Luật sư Võ An Đôn nhận định với VOA Việt ngữ rằng Công an Thành phố Hồ Chí Minh giải quyết vụ này nhanh chóng vì theo ông, dư luận đang quan tâm, nhất là trên Facebook. Theo luật pháp Việt Nam thì sử dụng súng được phép đi nữa, nhưng mà dùng súng đó đỡ thị uy không đúng mục đích đó thì cũng vi phạm nữa. Quân cháu giả nào của cơ quan nhà nước thì một tội danh khác nữa. Hiện chưa rõ thống kê số người thiệt mạng vì súng ở Việt Nam trong năm 2016. Tuy nhiên, báo chí Việt Nam thời gian qua đăng tải nhiều bài viết về tình trạng bạo lực liên quan tới súng ống. Và sau đây mời quý vị theo dõi phần tin quốc tế. Đây nha, bây giờ em có phải là cái người kẹp cái tay bé đâu, đúng không? Báo chí Việt Nam cho hay, giới chức Bộ Công an đã xác nhận vào tối 7 tháng 12 rằng họ đã bắt được một người đàn ông bị nghi đã hành hạ một cậu bé ở Campuchia. Tin cho hay nghi can có tên Nguyễn Thành Dũng, 34 tuổi, bị bắt khi đang lẩn trốn ở Thành phố Hồ Chí Minh. Cục Cảnh sát Hình sự gọi tắt là C-45 của Bộ Công an Việt Nam nói tiến hành truy bắt nghi can Nguyễn Thành Dũng theo đề nghị hợp tác truy bắt từ phía cảnh sát Campuchia. Cảnh sát Campuchia cáo buộc Nguyễn Thành Dũng có quê ở An Giang cùng 3 nghi can khác có liên quan tới các video lan truyền trên Internet cho thấy cảnh một bé trai bị hành hạ. Theo báo chí Việt Nam, sau khi bắt Dũng, Công an đã tìm thấy 48 đoạn video hành hạ trẻ em khác trong điện thoại của Dũng, ngoài các clip đã tung lên mạng. Theo tin ngày 7 tháng 12 của tờ The Cambodia Daily, cảnh sát tại tỉnh Kon Phom Cham hôm 6 tháng 12 đã bắt giữ một người Hà Lan và hai người Campuchia bị nghi có liên quan đến vụ việc. Hai tàu huấn luyện của Hải quân Hàn Quốc với thủy thủ đoàn hơn 500 người hôm 7 tháng 12 đã cập cảng quốc tế Cam Ranh ở tỉnh Khánh Hòa. Trong chuyến thăm kéo dài 4 ngày ở Việt Nam, theo Dân Trí, các thủy thủ cùng với 30 sĩ quan sẽ gặp lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cũng như vùng 4 hải quân. Cũng giống như các tàu nước ngoài tới Cam Ranh trước đó, lực lượng hải quân Hàn Quốc trên tàu sẽ giao hữu thể thao với phía hải quân Việt Nam. Hàn Quốc là quốc gia mới nhất đưa tàu hải quân cập cảng Cam Ranh. Sau các nước như Trung Quốc, Mỹ, Philippines, Pháp, Nhật hay Ấn Độ, hải quân trong nước hồi tháng 3 khánh thành cảng quốc tế Cam Ranh với số vốn đầu tư 2.000 tỷ đồng. Báo chí trong nước khi đó dẫn lời các quan chức nói rằng cảng này phục vụ cả mục đích quân sự lẫn dân sự, vừa phát triển kinh tế và vừa tăng cường quan hệ với các lực lượng hải quân quốc tế. Ngoài ra, quan chức trong nước được trích lời nói rằng nó sẽ góp phần nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế và khu vực, bảo đảm đồng bộ cho các tàu hoạt động, góp phần xây dựng khu vực Biển Đông hòa bình, ổn định. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines hôm 8 tháng 12 nói nước ông nhiều khả năng sẽ không cho phép quân đội Mỹ sử dụng Philippines làm bàn đạp thực hiện tuần tra tự do hàng hải ở Biển Đông nhằm tránh làm mếch lòng Trung Quốc. Ông Lorenzana nói các tàu và máy bay của Mỹ có thể sử dụng các căn cứ ở đảo Guam, Okinawa hoặc bay từ các hàng không mẫu hạm để tuần tra ở những vùng biển tranh chấp. Dưới thời, người tiền nhiệm của Tổng thống Rodrigo Duterte là ông Benigno Aquino III, một số máy bay và tàu của Mỹ có thể dừng ở Philippines trên đường đi tuần tra ở các vùng biển tranh chấp để thách thức yêu sách chủ quyền của Trung Quốc. Sau khi nhậm chức hồi tháng 6, ông Duterte đã có những bước cải thiện quan hệ với Trung Quốc và trở nên thù địch với chính quyền Obama sau khi Mỹ nêu lên những quan ngại về chiến dịch chống ma túy bất hợp pháp gây chết người của ông Duterte.
khi được hỏi liệu Philippines có tiếp tục đón tàu và máy bay Mỹ tuần tra trên vùng biển tranh chấp hay không. Ông Lorenzana nói ông Duterte nhiều khả năng sẽ không cho phép điều đó xảy ra để tránh bất kỳ hành động khiêu khích nào có thể làm leo thang căng thẳng ở Biển Đông. Điều đó là khó xảy ra, ông nói. Sinh viên quốc tế muốn theo học ngành y ở Mỹ phải đối mặt với hầu hết những thách thức gần như không thể vượt qua. Đa số trường công không nhận họ và các trường tư có rất ít chỗ nhưng phải cạnh tranh gắt gao. Nói vậy không có nghĩa là chịu thua. Thông tin viên đài VOA đã trao đổi với vài sinh viên quốc tế tại trường y khoa Johns Hopkins để tìm hiểu xem làm thế nào để họ vượt qua những thách thức đó. Cô Fatima Ismail, 32 tuổi, muốn trở thành bác sĩ khi còn là một cô bé lớn lên ở Dubai. I was always fascinated with the brain. Tôi luôn thích thú tìm hiểu về bộ não và cách não hoạt động. Và tôi thích làm việc với trẻ em. And there is a huge population of children with. Có nhiều trẻ em bị khuyết tật phát triển không được chăm sóc tốt ở Trung Đông nói chung và ở nước tôi nói riêng. Middle East in general and my home country in particular. Vì thế, sau khi hoàn tất chương trình y trong nước, cô đăng ký một khóa huấn luyện nội trú tại trường đại học Johns Hopkins ở Baltimore, nơi cô từng tới trong tư cách sinh viên trao đổi khi chưa tốt nghiệp. Fatima là một thành viên trong nhóm sinh viên quốc tế tuyển chọn để nâng cao giáo dục y khoa ở Mỹ. Các đồng nghiệp cho cô biết họ đã đăng ký hàng chục chương trình như thế nào. It's a very competitive process. Đó là một quá trình rất cạnh tranh. Là một cử nhân ngành y từ nước ngoài, bạn có ít cơ hội được nhận bởi vì sự ưu tiên sẽ dành cho các cử nhân tại Mỹ. Nhưng nói như vậy không có gì là bó tay. Bạn chỉ cần lên kế hoạch sớm. Lên kế hoạch là điều mấu chốt đối với những sinh viên ngoại quốc muốn được nhận vào các trường y Hoa Kỳ. Cho dù những chương trình học ở nước họ được chấp nhận đi chăng nữa, đa số các chương trình đào tạo ngành y tại Mỹ yêu cầu phải học tập ở Hoa Kỳ trước khi được xem xét nhận vào trường y, theo lời giám đốc tuyển sinh của trường Johns Hopkins Paul White. So we say we want to see at least one year of additional coursework. Chúng tôi cho biết chúng tôi cần ít nhất một năm học bổ sung ở bất kỳ lĩnh vực nào tại Mỹ để chúng tôi xem họ có thể lấy những lớp nào và thể hiện tốt tới đâu. Nếu họ học tốt ở Mỹ và làm bài kiểm tra tuyển sinh của trường y tốt, thì dĩ nhiên họ có đủ điều kiện để có thể đăng ký nhập học. Anh Karim Arora, một người gốc Ấn, là sinh viên y khoa năm thứ tư chuyên ngành nhãn khoa. Arora được nhận vào trường y bởi vì anh đã tốt nghiệp cử nhân cũng tại trường Johns Hopkins và đã làm chương trình nghiên cứu lâm sàng 2 năm trong lĩnh vực theo đuổi. I can't even express in words how great my mentors were. Tôi không thể diễn đạt bằng lời về sự tuyệt vời của những người dìu dắt tôi trong suốt 2 năm học. Họ đều trường Hopkins. Họ đều ủng hộ tôi khi tôi đăng ký vào trường y, hướng dẫn tôi những dự án có liên quan đến nhãn khoa và bây giờ hỗ trợ tôi khi tôi đăng ký thực tập nội trú. Are supporting me now as I apply for residency as well. Ban quản lý trường gợi ý rằng các du học sinh nên đăng ký thực tập nội trú sau khi hoàn tất bằng y tại nước sở tại hoặc tới Mỹ học ở cấp đại học. Nhưng ngay cả những ứng viên đạt tiêu chuẩn cao nhất cũng phải đối mặt với một cuộc cạnh tranh gắt gao và một chặng đường đắt đỏ để trở thành một bác sĩ tại Mỹ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi tin tức của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Các chương trình radio video của chúng tôi trên voatiengviet.com có thể xem dễ dàng khi dùng trình duyệt Opera, trang Facebook VOA Tiếng Việt, kênh YouTube VOA Tiếng Việt Video hoặc qua các thiết bị di động với ứng dụng VOA miễn phí trên iTunes Store và Google Play. Quý vị muốn đóng góp bài viết cho VOA Việt ngữ xin gửi về địa chỉ voabạnlambao@gmail.com. Nguyễn Trung xin hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin lần sau.